Hôm nay là mùng 2 tháng 4 năm 2020 thì Mr. Cầu sẽ làm một cái video ngắn là review con iPhone 5S của shop đang bán và hướng dẫn cho mọi người cách phân biệt máy zin hoặc là máy lên vỏ như thế nào. Thì cái thường là máy zin thì xài rất bền và ok, và một cái mặt khác là cái máy lên vỏ thì nó có rất khá nhiều lỗi. Thì đúng là máy của Apple luôn, nhưng mà nó có sẽ phát hiện những cái lỗi nhỏ do quá trình là thao tác ráp vỏ khác vô cái máy á. Thì cách phân biệt cách lên vỏ như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái phần ngoại quan, coi cái đường email sau lưng máy đây. Email 168, quý vị thấy không? Đây. Thì chúng ta bắt đầu vô phần cài đặt và giới thiệu xem kiểm tra cái máy này nó có trùng email với cái vỏ không. Thì nó sẽ không có lên vỏ, đây 168 là trùng. Thì tất cả các sản phẩm tại shop đang bán thì đều trùng email của máy và vỏ, thì cam kết là zin 99% từ vỏ luôn. Thứ hai là chúng ta kiểm tra ngoại quan tỷ lệ 99 là như thế nào. 99 là chúng ta coi vỏ không cấn móp, dường như ít chảy xước, không cấn móp, ít chảy xước. Và nói về hiệu năng con máy này thì cấu hình là RAM 1GB và chip A7 2 nhân thì cho phép chúng ta là mình có thể chơi game nặng như PUBG, Free Fire và Liên Quân rất dễ dàng. Và về phần nghe gọi thì rất là rõ ràng luôn nha quý vị. Còn độ bền thì thực sự là hàng Apple thì xưa nay thì nổi tiếng về cái độ bền mà không lát và rất là ổn định nha. Thì sản phẩm này trên shop bán với cái mức giá là khoảng, hôm nay sale là khoảng 1.390.000. Thì đối với màu vàng á, bản màu vàng thì nó sẽ nhìn hơn một xíu. Thì tại vì bản màu vàng á, thì thực tế là mình lấy hàng cũng cao hơn cái bản màu bình thường, thì mọi người thông cảm nhé. Về chế độ bảo hành của con máy này thì chúng tôi bảo hành cho nó 6 tháng và bao test cho mọi người là 7 ngày, nếu lỗi thì đổi sản phẩm khác. Thì với một cái khúc mắc nhỏ với này mình chia sẻ luôn. Với con máy zin thì kể cả cục pin nó cũng zin, thì thường là máy này cũng đã qua sử dụng cũng khá lâu thì pin có nhiều khi nó hơi yếu, thì shop sẽ hỗ trợ thay pin, tiền công thay pin miễn phí cho quý vị. Chứ quý vị chỉ có muốn, nếu mà muốn thay pin thì chỉ cần trả tiền vốn pin cho shop thôi nhé. Vâng, thì hôm nay chúng tôi làm một cái video ngắn này để giới thiệu đến mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ, và chúng tôi thực sự chỉ muốn mang lại những sản phẩm thật tốt, thật chất lượng, và mong muốn mọi người có một trải nghiệm thật hài lòng về sản phẩm tại Mr. Cầu. Xin chân thành cảm ơn mọi người nhé.